Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Bún Đậu Anime đây. Hôm nay, mời tất cả các bạn theo dõi một tập phim đặc biệt của One Piece. Nó có đôi chút thay đổi so với phiên bản chính thức mà chúng ta vẫn thường theo dõi, có thể coi như một vũ trụ song song với One Piece. 12 năm về trước, lúc này, Luffy vẫn chưa gặp xanh tóc đỏ, nên trên mặt của cậu nhóc không có vết sẹo quen thuộc dưới mắt trái. Điều đặc biệt hơn, thầy ông nội của Kulu là Monkey D. Garp lại không trở thành một hải quân, mà đi theo con đường hải tặc chính nghĩa, chọn cách phiêu lưu trên biển, đồng thời trừ gian diệt ác, đánh bại những tên cướp biển xấu xa. Vì vậy, Garp chính là thần tượng trong lòng của Luffy và người dân làng Cối Say Gió. Lúc nào ổng cũng nói với thằng cháu của mình là làm hải tặc thật tuyệt, là đàn ông thì hãy nên ra biển. Khác với thực tế, Luffy lại chẳng thích làm hải tặc tí nào. Trong lúc chia chiến lợi phẩm mà mình cướp được của bọn cướp biển, Garp đã chọn lấy dương trái ác quỷ thay vì đống vàng bạc kho báu kia. Sau đó, ông liền khoe thành tích cho thằng cháu. Trên tay Garp chính là trái ác quỷ Gomu Gomu no Mi, thứ đáng lý ra thuộc về xanh tóc đỏ. Giá trị của nó lên tới 5 tỷ Belly nên có rất nhiều kẻ săn lùng. Kulu thì không nghĩ ngợi nhiều, cứ thấy hoa quả trước mặt là chén thôi. Vì vậy, Luffy đã trở thành người cao su và không thể nào bơi lội được nữa. Tuy có chút buồn bã, nhưng vì không có ước mơ làm hải tặc nên Luffy cũng chẳng ra biển làm gì. Thực ra đó chỉ là những lời dối lòng của cu cậu. Luffy thực sự muốn trở thành một hải tặc như ông, được du ngoạn thật nhiều nơi trên thế giới. Garp cũng thay đổi một cách chóng mặt, ông lập tức phản đối ý định này của thằng cháu vì biển cả vô cùng nguy hiểm. Nếu không biết bơi thì sớm muộn cũng bị nó nhấn chìm. Không nhịn nổi nữa, Luffy đá vào mặt ông mình một cái, và sau đó ông cháu cãi nhau loạn cả lên. Tuy có hơi lộn xộn nhưng Garp rất yêu thương Luffy. Ông cho rằng kho báu không phải là vàng bạc hay kim cương, mà là một thứ vĩ đại hơn thế rất nhiều. Biển cả rất là tuyệt vời nên Garp mong Luffy sẽ ra khơi để thấy được nó. Ông cũng trao chiếc mũ rơm của mình cho Luffy, trở thành người dẫn lối cho cu cậu sau này thay cho xanh tóc đỏ ở vũ trụ khác. Nhiều năm sau, Luffy đã bắt đầu chuyến hành trình trở thành một hải tặc của mình với phương tiện là một chiếc thuyền nhỏ. Di chuyển được không lâu thì bỗng nhiên có một con chim lai gấu trúc bị bắn trúng và rơi xuống thuyền của cậu. Cú va chạm đó khiến thuyền bị lủng một lỗ, nên Luffy buộc phải lấy cơ thể con chim để che lại. Sau đó, một con tàu lớn bất ngờ xuất hiện trước mặt Kulu. Bên trên có một cô gái đang la hét thất thanh và ra lệnh cho con chim bay đi. Kế đến, thuyền trưởng của con tàu yêu cầu Luffy đem trả nó cho mình. Do chưa hiểu chuyện gì nên cậu đã đồng ý ngay. Và thế là con chim lai gấu trúc đã bị bắt nhốt trở lại. Cô gái kia cũng bị trói vào cột buồm, đồng thời liên tục trách móc Kulu vì lo chuyện bao đồng. Cô gái xinh đẹp này tên là An, một phiên bản khác của Nami nhưng mà là tóc xanh. Con chim kia tên là Balloon, cũng là thú cưng của An. Nó đã bị bắn bởi gã hải tặc Sở Pai Lục Giác, cũng chính là thuyền trưởng của con tàu cướp biển này. Sở Pai nổi tiếng là tên phù thủy độc ác, ma mãnh. Hắn ta đã tấn công làng của An để cướp bóc của cải, tiền bạc. Dù người dân trong làng chống trả quyết liệt, nhưng không một ai có thể tiếp cận được Sở Pai. Bất kỳ người nào thách thức hắn đều sẽ bị giết, và rồi Sở Pai cũng đã lộ diện, sự tàn ác của gã khiến đám đàn em cũng phải run sợ. Để cảm ơn Luffy giúp mình bắt con chim Balloon lại, Sở Pai quyết định trao thưởng cho cậu ta. Tuy nhiên ngó nghiêng một hồi, thì Kulu cảm thấy cái đầu của Sở Pai thật sự kỳ lạ. Luffy còn bật cười khoái chí khi nói về mái tóc đa màu sắc của hắn ta. Cảm thấy bị sỉ nhục, Sở Pai đã ném Luffy và An vào cùng một phòng giam. Tuy rơi vào tình cảnh này nhưng Luffy vẫn hết sức thoải mái, chẳng thấy lo lắng chút nào. An bắt đầu kể cho Kulu về lý do Balloon bị săn lùng. Nó là một giống chim lai quái vật quý hiếm. Balloon và An đã ở cùng với nhau ngay từ khi còn nhỏ. Dường như chẳng bao giờ tách rời nhau. Đối với cô, Balloon giống như một người bạn đáng tin cậy hơn là thú cưng. Còn về lý do An bị bắt đi cùng Balloon là vì cô nàng quá dễ thương. Đến lượt Luffy, lý do cậu lênh đênh trên con thuyền nhỏ kia là vì muốn trở thành một hải tặc tốt giống như ông nội. Garp đã tặng cho cậu chiếc mũ rơm này nên cậu luôn coi nó như là báu vật. Nhận thấy bản thân đã mất quá nhiều thời gian ở đây, Luffy quyết định tìm cách bỏ trốn. An cho rằng điều này là không thể, nhưng cô đều biết Luffy là người cao su, nên việc lấy chìa khóa là hết sức đơn giản. Việc Kulu có siêu năng lực làm An hết sức bất ngờ. Vì vậy, cô nàng muốn cậu ta giúp mình cứu lấy Balloon. Tuy nhiên, Luffy không muốn làm nên cả hai sau đó mỗi người một ngả. Nhân lúc kẻ địch đang ngủ trưa, An liền mày mò với chiếc củi sắt nhằm giải cứu Balloon. Mặc dù vậy, Sở Pai đã phát hiện được và phóng ra một thanh kiếm nhằm dọa nạt cô nàng. Hắn còn cho phép cô chiến đấu một một với thuộc hạ của mình. Nếu An giành chiến thắng thì Balloon sẽ được thả ra. Bên này, Luffy đang hớn hở chạy ra bên ngoài với đống đồ ăn chôm chỉ được. Và cu cậu cũng đã phát hiện ra một con tàu nhỏ khác.
Tuy là con gái nhưng An không hề tầm thường, chỉ trong chốc lát, cô nàng đã đánh bại được đàn em của Sở Pai. Thấy thuộc hạ quá vô dụng, Sở Pai sử dụng một sức mạnh thần bí vắt luôn kẻ thất bại xuống dưới biển. Gã Sở Pai này giả vờ như mình giữ lời, ném chìa khóa cho An, sau đó thì rút súng ra bất ngờ bắn lén cô gái. Hắn cười đùa khoái chí khi lừa được An một cách dễ dàng. Đúng lúc này, Luffy ngây ngô bước ra bên ngoài. Cậu tiếp tục chế giễu mái tóc cầu vồng của Sở Pai thêm một lần nữa, rồi bước đến bên An. Không thể nhịn nổi nữa, Sở Pai lập tức nã đạn bắn trực tiếp vào cu lù. Dĩ nhiên là nó không thể gây ra bất cứ tổn thương nào cho người cao su. Điều này làm tất cả những ai chứng kiến đều vô cùng hoảng hốt. Quyết không dừng lại, Sở Pai biến ra một cây búa, rồi gõ vào đầu Luffy khiến cu cậu nằm bẹp dí xuống sàn. Luffy nhanh chóng quay trở lại hình dạng mà chẳng có chút tổn thương nào. Quá đỗi sợ hãi, Sở Pai ra lệnh cho đàn em đồng loạt lao lên tấn công. Mặc dù vậy, mấy tên lom dom cóc cái này không khiến Luffy gặp khó dễ là mấy. Đến lúc này, kẻ địch mới nhận ra Cu Lù là người cao su. Nhận thấy không thể đánh bại được Luffy, Sở Pai liền bỏ trốn cùng với con chim Balloon. Trước khi rời đi, hắn ta không quên sử dụng sức mạnh cắt con tàu của mình ra làm đôi. Do quá gấp rút nên Luffy đã chìm nghỉm xuống biển và dần mất đi ý thức. Cũng may là An đã kịp thời lặn xuống và vớt cu cậu lên trên bờ. Cậu vô cùng biết ơn cô nàng vì đã cứu sống mình. Thế nhưng An bỗng nhiên khóc lóc trong sự bất lực vì không cứu được Balloon. Lý do lũ hải tặc này bắt cóc cô cũng là vì Balloon sẽ luôn đuổi theo mình. An ước rằng Balloon không phải là thú hiếm để không bị kẻ xấu truy lùng nữa. Để trả ơn An, Luffy quyết định đuổi theo Sở Pai để đòi lại con chim của cô nàng. Sau đó, cậu dùng cột buồm làm đòn bẩy để bắn bản thân tới chỗ kẻ địch. Sở Pai vô cùng bất ngờ khi Luffy có thể làm như thế. Khi đối phương chạm vào chiếc mũ rơm của mình, Cu Lù càng cảm thấy tức giận hơn. Cuối cùng, Luffy đã đấm cho Sở Pai dụng hàm và văng ra xa tít tắp. Cậu cũng đã được Balloon kịp thời ngoạm lấy trước khi rơi xuống dưới biển. Mọi chuyện xong xuôi, Luffy và An tạm biệt nhau tại đây, đồng thời hy vọng sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó không xa. Cũng đã đến lúc cậu tiếp tục cuộc hành trình của mình rồi, lên đường thôi nào. Video review hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video review tiếp theo. Bye bye!